Tất cả các bác nha, hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Đó, lô này lô chữ S nhá. S1 thì có một cơ máy kita giá rẻ này. À, tay dài Tanaka Shinawa. Đó, tay cụt đó, siêu VIP luôn. Echo Hubala. Đó, Komatsu Hubala nhá. Và con Shinawa cực kỳ là VIP luôn, hàng sưu tầm nhá. Đó, 381. Đó, máy móc rất là đẹp. Rồi, các bác xem video thì nhấn like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Thông hoàng là 0862 567 746. Số em có liên kết sử dụng cả Zalo nhá. Đó, lô máy hôm nay đẹp xuất sắc luôn cho bác. Đó, lô chữ F. À, bên em thì bán ship hàng toàn quốc. Đấy, nơi các bác được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái, bảo hành cho bác là 9 tháng nhá. Đó, sản phẩm khi bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này. Có 3 món theo kèm. S1 thì em muốn giới thiệu cho bác một con máy Makita này, Makita MDE335. Con này được trang bị công suất là 35cc các bác nhá. 35cc cực kỳ là khỏe luôn. Đó, lam mặt cắt là 35, lam 40, xích là chạy xích chung 91. Cái dòng Makita này các bác nhá. Đó, giá cực kỳ là mềm luôn, máy móc thì rất là đẹp. Đó, phù hợp bác nào chưa sử dụng cưa bao giờ. Đó, lốc liếc hàm rồng nhá, lốc nhôm. Đó, bộ bọc trắng tươi luôn. Dòng này mình cắt củi gia đình hoặc vào đi khai thác gỗ tầm trung, quế keo mỡ gỗ banh khoảng là 35-40, đổ lại quay đầu thoải mái nhá. Đó, trọng lượng rơi vào 4,5 kg, giật thì bao các bác là nhẹ nhàng luôn. Đó, con S1 giá là 1.400.000 bao ship. Đó, dòng này giật rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đó, máy móc thì liền lạc đẹp. Dòng Makita nó nghiêng về độ lợi xăng cực kỳ là cao. Đó, con S1 giá là 1.400.000. Đó, test nổ luôn cho bác nhá. Dây giật này trắng tươi luôn. S1 giá là 1.400.000 bao ship Makita 35cc. Đó, tiếp theo cây số 2 thì em có một cây tay dài Tanaka. Và con này Tanaka các bác nhá. E3333, tam màu 3. Công suất là 33cc. Con này rất là đẹp, liền lạc luôn. Đó, máy móc thì liền lạc, ốc áng 7 màu. Con này được trang bị lam mặt cắt là 35 lam 40. Xích là chạy xích chung 9V. Đó, bộ bọng trắng tươi. Cái dòng Makita đời cao này sẽ được trang bị là chủng tật trợ lực lớn nhá. Công việc phù hợp của bác nào là làm những công việc ở trên cao. Đó, trên cao thì cần con máy nhẹ nhàng, trọng lượng rơi vào 4 kg thôi, 4 thằng phụ. Đó, thắng tiếc thì còn nguyên. Đó, dòng này giật bao nhảy nổ nha. Bác nào chưa sử dụng cưa này, đó, đặc biệt dòng Makita này chạy rất là lợi xăng luôn. Đó, Makita tay dài. Đó, đời tam màu 3. Đó, giật thì siêu nhẹ nhàng nhá. Đó, full chức năng, siêu nhẹ nhàng. Đó, máy móc thì nguyên zin nguyên bản. Đó, làm Makita này, đó, cực kỳ là đẹp luôn. À, con S2 giá là 2.200.000 bao ship. Đó, test nổ cho bác nhá. Giật thì siêu nhẹ nhàng luôn, liên lạc đẹp. Đó, con S2 ta là 2.200.000 bao ship. Theo cây số 3 thì em có một cây Shinawa. Con này là 357 315cc. Con này là hàng VIP các bác nhá, hàng siêu đẹp luôn. Lam mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chung 91. Hai ốc giữa lam. Đó, rất hiếm khi mà hai dòng tay cụt mà có hai ốc giữa lam bác nhá. Con này hai ốc 13, bô bọng trắng tươi. Đặc biệt dòng này là dòng Shinawa thương hiệu số 1 của hàng Nhật Bản nhá. Dòng này độ bền, độ chất cực kỳ là cao. Dòng tay cụt các bác là đi cắt củi gia đình hoặc đi cắt tầm trung, con này rất là ok luôn. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên nhá. Đó, lam Shinawa, lam zin theo máy. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản hết. Đó, con này bao liền lạc, bao đẹp. Tua của dòng Shinawa cực kỳ là cao, hệ anh em miền Tây rồi. Đó, hệ anh em miền Tây miền Nam nhá. Rất là ưu chuộng dòng Shinawa này luôn. Dòng này đi cắt những gỗ banh 40, đó 340 thoải mái luôn. Đặc biệt dòng Shinawa này chuyên hệ anh em miền Tây đi cắt dừa rồi. Con này cực kỳ là VIP luôn. Đó, siêu nhẹ nhàng. 4,5 kg liền lạc đẹp, máy móc nguyên zin nguyên bản. Full chức năng cho bác nhá. Đó, tua cực kỳ là cao, chủ vật trợ lực. Con S3 giá là 2.500.000 bao ship. Đó, test nổ cho bác này. Bác nhìn dây giật này, trắng tươi luôn. Công tác thì ở hết trong này các bác nha, công tác ở phía trong. Đó, thiết kế rất là ok. Còn
Số 3 đó là 2.500.000 bao ship. Tiếp theo cây số 4 thì em có một cây Echo, con này là CSV361 36cc gậy dạng khai thác tầm trung cho bác nhé. Làm mặt cắt là 35, làm 40. Xích là chạy xích trung 91 nhá. Làm là tinh luôn, là hai ốc giữ làm. Còn Echo này hàng sưu tầm rồi. Lòng đứng các bác nha, lòng đứng nên tua cực kỳ là cao, 2.7 triệu, rơi vào tầm 5 kg. Dòng này thì máy chạy rất là đầm các bác nha, tua cực kỳ là cao. Máy được trang bị là bơm trong phụ này. Đó, đặc biệt cái dòng Echo này máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Đó, mình đi khai thác tầm trung cắt cuối kiếp vô banh khoảng là 40-50 thoải mái luôn. Đó, máy nóng nhạy nổ, hãy gọi là cắt cả ngày luôn cho bác nhá. Đó, tua cực kỳ là cao, lốc liếc cực kỳ là đẹp luôn, hàm rồng hàm riếc. Đó, Echo. Đó, con Echo 361 này giá là 2.700.000. Máy móc thì liền lạc đẹp. Đó, làm mặt cắt là 35, làm là tinh luôn các bác nhá. Máy nóng chỉ cần nóng 1-2 phút lên thôi, rất là ok, nhẹ nổ. Con S4 giá là 2.700.000 bao ship. Test nổ cho bác này. Ship máy móc cực kỳ là đẹp, xuất sắc. Tiếp theo cây số 5 thì em có một cây Huana, con này là Hu 137 36cc các bác nha, 36cc, làm mặt cắt là 35, làm 40. Xích là chạy xích trung 91, hai ốc giữ lam. Dòng Hu con này hàng Thụy Điển bao đẹp luôn cho bác nhá. Dòng 137 là có được trang bị là trùng tật trợ lực lớn. Các bác nhìn U vương miệng này, U thì hàng quá là chất luôn. Con này độ bền, độ tiết kiệm nguyên liệu nó cực kỳ là cao. Cái thứ hai tua của con 137 này cực kỳ là cao nhá. Hệ anh hệ mà đi cắt khai thác cực kỳ là ngon luôn. Đó, thắng tích hoạt động bình thường. Đó, làm Hubala này, làm zin theo máy. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản, con này đẹp bác vào trên 90% nhá. Bác nào mà xài gia đình con này gọi là siêu VIP luôn. Tua nó cực kỳ là cao nên bác đi cắt những gỗ đường banh khoảng là 40-50 thoải mái nhá. Đó, tại vì dòng này cắt bao lợi xăng luôn, bao bền. Đó, giật thì siêu nhẹ nhàng nhá. Trọng lượng của nó rơi vào 4.6 kg. Đó, tem thông số kỹ thuật các bác nhá, 36.3cc. Đó, chạy bao bền. Đó, cực kỳ là đẹp, xuất sắc. Con số làm giá là 2.800.000. Đó, test nổ cho bác này. Các bác nhìn dây giật nhá, dây zin của nó này, trắng tươi luôn. Đó, rất là êm ái luôn. Tiếp theo cây số 6 thì em có một cây Komatsu G3005P. Đó, con này cho công suất là 35cc các bác nhé. Làm mặt cắt là 35, làm 40. Xích là chạy xích chân 25. Làm rèn quát Komatsu, làm zin theo máy. Hai ốc giữ làm, hai ốc 7 màu các bác nhé. Đó, Komatsu này, rèn quát Komatsu. Đó, con đóng luôn ở trên lốc các bác nhé. G Komatsu này, Make in Japan. Con này thì máy chạy bao êm các bác nhé. Mình đi khai thác trên rừng cách khoảng tầm chục mét thôi sẽ không nghe thấy. Dòng này máy chạy êm, tua cũng cực kỳ là cao. Máy được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Đó, máy móc thì liền là thắng phanh viết hoạt động bình thường. Con này được trang bị là van xả áp các bác nhá, giật siêu nhẹ nhàng luôn. Trọng lượng nó rơi vào 5 kg. Đó, hệ này thì bác nào mà chưa xài cưa này, mới xài lần đầu. Đó, hoặc bác nào đi khai thác ở những cắt bạch đàn bạch yếc nhá. Đó, hệ gọi là hệ miền Trung rất là ưu chuộng ở trên qua này luôn. Nó vào tải cực kỳ là bốc. Đó, máy chạy êm như gió thảo luôn, siêu nhẹ nhàng. Tua cực kỳ là cao, hai ốc dưới lam 7 màu cực kỳ là xuất sắc luôn. Chạy bao bền, tiết kiệm xăng nhá các bác nhá. Đằng này nghe tiếng rất là êm luôn. S6 giá là 2.900.000 bao ship. Và test nổ cho bác này. Rất là nhẹ nhàng luôn. Là 2.900.000 bao ship. Theo cây số 7 thì có Echo 441, dòng khai thác tầm trung phá rừng phá giết nhá, lòng nằm. Con này công suất là 44cc, cực kỳ là khỏe luôn. Làm mặt cắt là 35, làm 40. Xích là chạy xích chân 325, làm nối nhá, làm nối, làm Echo.
xích là chạy xích 325 thì bên em đã lên mới cho nó rồi các bác nhá. Đó, không lo về rũa xích đâu. Hai ốc giữa lam Purex Echo con này chạy bao đầm, đầm máy công suất lớn sẽ tua cực kỳ là cao. Dòng này các bác đi xẻ xiếc gọi là thoải mái luôn, cần con máy nhẹ nhàng nhá. Mà cắt lâu ngày, đó dòng này cho các bác để cả tháng bác sử dụng rất là ok. Quan trọng bác phải để ít xăng ở trong bình nhớt nhá. Đó, bác nào lôi ra đi khai thác gỗ liên tục. Và con này đáp ứng đủ nhu cầu cho bác, trọng lượng nó rơi vào 6 kg. Đó, giật thì hơi hám bao căng nhá. Đó, hơi hám còn nguyên vân ngang. Hai ốc giữa lam tua cực kỳ là cao luôn. Xích mới cắt gọi là không phải nghĩ luôn, dày keng luôn nhá. Con số 7 giá là 2.600.000, dòng khai thác tầm trung chuyên nghiệp cho bác. Đó, nét nổ cho bác này. Rất là căng luôn. Rất là chạy nổ luôn nhá. Cây số 8 thì em có một cây Huala, con này là 242, 42cc, phá rừng khai thác con này gọi là thoải mái luôn. Đó, lam mặt cắt là 45, lam 50, xích này chạy xích chân 325 nhá. Cái dòng Hu này cực kỳ là chạy rất là bền luôn, hàng gọi là Thụy Điển rồi, hàng bao VIP, số 1 là Thụy Điển nha. Các bạn này đi xẻ xiếc gỗ banh khoảng là 120, 101 thoải mái luôn. Đó, U42XP, Sweden, đó hàng Thụy Điển, trọng lượng nó rơi cực kỳ là nhẹ luôn, con này 6kg. Đó, nó sở hữu vòng tua cực kỳ là cao nha, nên các bác cắt rất là lợi xăng luôn. Đó, sợi xích này cũng cực kỳ là mới. Đó, sợi xích này thì khoảng 95% bác nhá, sợi xích zin. Đó, con này thì chuyên hệ bác đi sẽ khai thác rồi. Gọi là khai thác thời gian dài luôn. Đó. Con số 8 đó là 3 triệu bao ship 242. Giật thì siêu nhẹ nhàng luôn, đi khai thác không phải lo mà các bác giật mà nó không nổ, khó nổ nha, con này không bao giờ có luôn. Đó, cái nổ bác này. Tầm luôn, thương hiệu số 1 của hàng Nhật Bản, con này là Shinawa 381, đẹp như hàng trưng bày luôn các bác nha. Đó, 381 thì thường có cái này các bác nha. Đó, Shinawa này, đó tem nha, đó tem niêm phong đấy. Con này được trang bị lam mặt cắt là 40, lam 45, xích cảnh chạy xích chân 25, lam Latin tỏa nhiệt các bác nha, lam đầu nhỏ luôn. Đó, lam này, cái nhựa này, hồng cực kỳ đẹp, Shinawa các bác nha. Đó, cực kỳ là chất luôn. Dòng này có hai ốc giữ lam, được trang bị là van xả áp các bác nhá. Đó, van xả áp thì giúp độ nhảy nổ bác sẽ cao hơn. Dòng này chuyên hệ bác nào đi sưu tầm nhá, lốc liếc này, lốc nhôm mà xài rất là ít luôn. Đó, sơn zin các bác nhá, hàm rồng còn đủ nguyên. Dòng này thì nó sử dụng vòng tua cực kỳ là cao, chuyên hệ anh em miền Tây đi cắt dừa nhá, bạch đàn. Đó, gỗ cứng, đặc biệt là dừa mà nó dày đặc ấy, cắt con này thoải mái luôn. Chạy dòng này rất là tiết kiệm xăng, là bền máy, trọng lượng nó rơi vào 5 kg, nó sử dụng tua cực kỳ là cao. Con S9 giá là 3.200.000 bao ship, máy móc thì liền lạc đẹp, bao đẹp cho bác là trên 95% nhé. Đó, làm Latin tỏa nhiệt, đó đầu nhỏ cực kỳ là VIP luôn. Đó, test nổ cho bác này, 3.200.000 bao ship. Đó, dày giật trắng tươi luôn, con này thuộc hàng hệ sưu tầm rồi, rất là cao luôn. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số đàn là 0862 567746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.